Yo, và chúng ta đã quay trở lại với channel Auto Blur. Và ngày hôm nay, yo chơi Ridley Paradise. Và như lời hứa của tập thứ 4 thì nếu chúng ta được một Kala thì chúng ta sẽ làm tập thứ 5 các bạn. Và mình mong là tập thứ 5 này sẽ được một Kala để chúng ta có thể làm tập thứ 6. Và các bạn xem video. Yeah, let's go. Và ok, thì trong cái tập trước thì chúng ta đã đến được với cái thăm họ thứ 5 các bạn. Thì nó tên là DG Slipstop, thì có nghĩa là gì ta, bệnh gia súc. Và lần này để coi thử những chú chim lộn, những chú bò dưới thương chúng ta là bị bệnh đi nha các bạn. Rồi, let's go. Và hello, oh my god, sao bò lại mọc cái núng vú ở trên người vậy? Ok, nói chung là con bò chúng ta đã bị một cái bệnh kỳ lạ các bạn à. Thay vì nó mọc cái núng vế ở dưới cái bụng thì nó là mọc ở trên người. Ok. Ew, là sao nhỉ? Trời ơi, là toán học quá rồi, cái đậu phộng nó là mấy cái thứ giả đối gì đâu không hả? Cái nồi. Ok. Ok. Ok, không đùa nữa. Rồi, trong này thì chúng ta có một cái chậu và chúng ta có một cái lá cây. Rồi ok. Vô trong nào, để coi mọi chuyện bên trong ra sao đây các bạn. Rồi chúng ta có một cái thau. Hello. Ok. Không biết là trong này có ai trốn này không ta. Thì trong tập trước thì tự nhiên chị mình rồi bà ngoại gì trốn trong mấy cái thau gì đó mình không biết nữa. Có thể để coi. Hello, đồ ăn miễn phí. Oh shit, lại xếp hình nữa rồi. Oh, hàng chéo, đúng rồi, để đây. Rồi sau đó cái này là thì chúng ta sẽ để đây. Là sao ta, đây. Oh shit, bro. Oh, cà rốt. Ok, nói chung là chúng ta sẽ xếp hình mấy cái củ rau củ các bạn. Và dễ thôi, mọi chuyện đơn giản thôi. Số 1 đặt ở đây. Oh shit, hình như là mình bị nhầm cái quy tắc các bạn à. Oh my god, ok, chúng ta đi chơi trước đã. Mấy cái này thì kệ đi. Ủa, nhà vệ sinh nè. Hello, có ai đây không? Hello. Ok. Nói chung là trong nhà vệ sinh không ai cả. Nếu mà có người thì có lẽ nó sẽ vui hơn các bạn à. Oh shit, cái thằng em khốn nạn, các bạn thấy không? Bố của nó mà làm gì nè các bạn. Nó chọc cái lỗ tai của bố của nó rồi, bây giờ coi nè các bạn, coi nè. Tại sao? I want my burger. Ok, thằng này là nó muốn ăn burger đúng không nè. Bỏ rau cho nó. Bỏ rau vô. Rồi, kẹp lại. Ok, có vẻ như là nó không có đủ các bạn, chúng ta phải kiếm thêm một số thứ đồ khác. Hello. Ajinomoto. Oh shit, no. Con cô. Tiêu mày cô à, tại sao? Mày bị thế này. Cái nối đúng không? Xếp hình nữa. Làm sao để cho mấy chấm nó thành xanh lè đúng không ta? Ở đâu nè? Là sao? Nói chung là mình vừa làm gì đó mà mình không hiểu luôn các bạn. Nói chung là chúng ta đã qua màn được rồi. Rồi như vậy đã vui rồi. Chúng ta không cần hiểu. Số 0 nè, số 2 nói với số 3. Oh shit, chúng ta không được chéo vào nhau. Đây. Cái này nối với cái này, cái này nối với cái này thì nối với cái này. Thả ra, nhả ra. Ok, nối với cái này. Nè, bây giờ hết đúng không? Cái này thì lại nối với cái này. Oh shit, cuối cùng chúng ta dư cái này các bạn à. Chúng ta phải làm sao mà giải quyết được cái này nè các bạn. Làm sao để chúng ta kết nối với nhau mà nó sẽ tạo ra cái số 0 đó các bạn. Rồi, mình hiểu rồi. Oh yeah baby, oh my god. Mình thật là giỏi đi mà. Ok, cái này nó giống như một cái nguyên tố hóa học nữa đó các bạn. Mà cái công thức cấu tạo đó các bạn. Carbon nano với 6 oxy, what the fuck. Oh, mang nhện. Oh baby. Gì đây? Ờ, tại sao bây giờ còn nhỉ rồi không sao chơi. Ok, nói chung là chúng ta đã giải được cái mụn nhân này rồi bạn các bạn à. Cảm ơn tôi đây, cảm ơn đi mày. Cái thằng em khốn nạn đâu rồi? Cái thằng mà đâm bố mình ấy. Mày đâu? Mày chạy đi, tao mà tìm được mày là mày thành mũi chiên xào xào nha. Hello, Minasan. Oh my, oh my, oh, Shinderu. Ồ, bà ngồi mình nè, chào bà. No, bà làm gì vậy? Ok, bà là vua đầu bếp Soma. Hi, hello. Ok, con trai của tôi lúc nào cũng đói. Rồi. Ủa như vậy cái ông mà nãy là chú của mình các bạn à, chứ không phải anh của mình đâu các bạn. Cái ông mà đò burger đó, cái đó là chú của mình các bạn. Cái gì đây? Ridley Burger. Chúng ta cần burger nè, cà chua, nước giải, rau, mấy cái khỉ thế này. Ok, công thức đó các bạn. Nói chung là chúng ta cũng nấu ăn đợi. Ai đâu quan tâm công thức là cái gì. Chào anh bạn, chúng ta là gặp nhau rồi. Ok, cái đó mình không có ý nha các bạn. Mình không có ý nha. Đừng báo công an. Kêu cái nồi.
Chưa bỏ nữa nè. Đó. Sao vậy? À, từ cái nhỏ đến cái lớn. Từ cái nhỏ đến cái lớn, cái này tới cái này đúng không? Tới cái này. Ủa kỳ vậy ta? Ủa cái quy tắc là gì ta? Con bò yêu dấu. xin lỗi nha, tôi xin lỗi, tôi không ý đâu. Cái dao. À, đúng rồi, mổ con cừu, chết mẹ con cừu. À, lộn, con dê chứ, con dê đâu rồi? Mày sẽ chết. Mà mổ mày nè. Oh no, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Ok. Tao chỉ muốn cứu gia đình tao thôi nên là tôi xin lỗi mày nha dê. Tôi xin lỗi mày nha dê. Ok. Tôi xin lỗi mày nha. Oh my god. Oh shit. Oh, nhìn thốn quá các bạn à. Chặt đi bà ngoại ơi. Đừng. No. Người bạn của tôi ơi, là sao? Người bạn của tôi. Oh no. Oh no. Nè lắc nè rồi. Oh no, người bạn của tôi. Nè, cho chúng cái thịt này chú. Đâu rồi? Bỏ vô. Rồi. Ok, để coi thử coi. Nếu chú đặt ở đây thì chúng ta sẽ có cái đầu trên đầu dưới các bạn. Như vậy thì đặt ở đây thì đầu trên đầu dưới, đầu trên đầu dưới. Ok. Oh my god, babe. Shit. Rồi, đó ok. Cái số 1 tôi đặt ở đây nè, đó. Là nó sẽ mất cái số 1 đây, nó sẽ mất theo hàng thẳng với hàng ngang các bạn. Đây. Nói chung mình mới nói làm sao cho các bạn hiểu nhưng mà các bạn có thể tự hiểu đi. Ok, một củ có tay. Có tay ở đây thì không, cái này cái cục đá. Nhưng mà ông quan tâm đâu. Cái này là 4, cái này là 2 đúng không? Chúng ta sẽ đặt cái này vô. Là nó sẽ lên 4. À, quy luật rồi, hiểu rồi. Đây là 2 các bạn, cái này là 2. Và cái này là cần cần tới 4 lần. Như vậy chúng ta sẽ cần tới 4 cái. Rồi hiểu rồi. Và đến đây mình giải thích rõ các bạn, nó chính là đây là 4 đó các bạn thấy không? 1 2 3 4 và đây là cái này là 2 điểm, cái này là 2 điểm các bạn. Khi các bạn cộng lại nó sẽ ra 4 thì nó sẽ tắt được cái này. Và cái này là 1 điểm thì nó sẽ tắt được. Ô lạy chúa, tại sao mấy thứ này nó phải tạo ra những cái ác quỷ thế này hả? Cây okay, chúng ta giải quyết này sau. Tạm biệt. Goodbye, see you again. Đậu phộng nó. À, con gì đây? What the fuck are you? What the fuck? Cái gì đó có thấy không? Mình bấm cho cái gì đó. Oh shit. Rồi xong rồi, thôi xong rồi. Thôi xong rồi. Bố mình đâu? Rồi ok. Ông ấy vẫn ổn, không sao cả. Nói chung là mình vừa tìm được một cái khỉ gì đó. Oh shit, my life. Ok. Mất hồn trời. Trời chả tác dụng gì cả. Cứ tưởng là mày sẽ cho tao ăn thịt thi gì chứ. Kiểu mình có heo vô dụng. À, bắt sữa. Ok. Ok. Rồi bắt sữa xong rồi chúng ta sẽ giải đố. Ok, nãy giờ tôi bỏ mấy tiếng đồng hồ ra ngồi giải cái này nhưng mà tôi không có tìm quy tắc của nó. Và bây giờ chúng ta có một ly sữa rồi, chúng ta cứ cho ly sữa cái lại các bạn. Đâu rồi, sữa đâu rồi? Đây nè, sữa nè. Bỏ miếng sữa vô. Không được hả? Chứ sữa làm cái gì ta? Sữa tác dụng gì không? Hay là sữa bỏ nhà vệ sinh? Khoan, như vậy thì lãng phí quá. No, 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 no. No. À, đúng rồi, bỏ sữa vô. Oh yeah, baby. Rồi, ok. Cái gì sẽ ra vậy? Ok. Đã phát. Chúng ta có một cái, gọi gì ta? Cái, cái này là cheese, đúng rồi, phô mai, rồi ok. Cho em mình ăn phô mai cái đã, đâu rồi, phô mai đâu rồi. Ta phải dùng trí não của ta, phải dùng chất xám ta cho mày ăn đó. Ê lộn, ở chú, nhầm nhầm, xin lỗi. Rồi, nè, ăn đi, bác. Mấy thứ rau củ gì đâu không à. Đây, cái thứ tư, ta thêm cái đây nữa. Không, 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 không. Nice. No, no, no. Mày muốn gì nữa? Đủ rồi mà. Hàng này bốn 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 lần nè, hàng này bốn lần, hàng này ok. Mày là tao muốn khóc, mày là tao muốn khóc game à. Hàng này phải bốn cái đúng không? Đặt ở đây một cái, ở đây là hai, ở đây là hai rồi nè, ba nè, bốn ok, ở đây bốn bốn cái nè, đủ. Ở đây là
Oh my god, oh my, what the fuck it is? Oh my god. Trời ơi các bạn à. Mình thề mình không biết cái ý nghĩa là gì cả, nhưng mà mình vừa làm lỗi các bạn à. Mà các bạn coi đi, mình đã giải được rồi. Mình không hiểu gì cả. Nó giống như cái cảm giác mà các bạn làm cái môn văn các bạn. Mình không hiểu gì cả. Mình mới được 6 điểm. Thật tuyệt vời đi mà. Ok. Oh what the fuck. Ok. Rồi. Thôi không tin được các bạn à. Oh my god. Oh, thất bại mày, thất bại mày. Trời ơi, mới vui được có một chút mà phải dở đóng cái đống khỉ gì đi trời. Holy shit. Ok, đầu phòng nó mày. À, mày đùa tao hả? Mày đùa tao chắc. Oh my god, bây giờ chúng ta đã có cái giọng nước mắt của đau khổ các bạn à. Vui sướng không được bao lâu thì chúng ta phải giải cái thứ khỉ gì đây. Loài người tại sao? Tại sao loài người tạo ra cái thứ ác quỷ này? Người ta đã tạo ra cái bơ hạt nhân mà mình thấy người ta ác rồi đó, bây giờ người ta tạo ra cái khỉ gì nữa? Tại sao hả? Tại sao? Sao mấy người không tạo ra cái máy phát triển cho thông minh hay là thuốc tăng dùng cao gì đi, lại phát triển ra những thứ này? Ba cái, 5 cái. Chúa tồn tại thì Chúa sẽ giúp tôi. Oh my god. Oh fucking wow shit you motherfucking da. Trời ơi. Ok. À, thấy mình thông minh chưa? Ok, thì mình muốn thành thật với các bạn, đó chính là cái game này nó phải nói là đó là hạ não luôn các bạn. Và mình đã bỏ từ 3 giờ 45 chiều. Bỏ gì? 4 giờ chiều cho đến bây giờ là 4 rưỡi 5 giờ gì đó rồi mà mình mới giả xong được cái này. Ok. Ok, phải nói là thành thật các bạn luôn. Mình không muốn phải nói dối, mình không muốn phải nói rằng là mình là một người thông minh hay là mình là một người giỏi giang gì đó. Nhưng mà mình đã tốn rất nhiều thời gian để vô cái này đó các bạn à. Cuối cùng chúng ta có thể có một quả dưa leo rồi các bạn à. Nè, mà ngồi ơi, chặt giùm con đi mà ngồi. Ok, hamburger em ơi. Hamburger ketchup nè. Hamburger thần thánh. Hamburger thần thánh. Ăn đi. Hãy ăn đi. Không lẽ bây giờ mày muốn coca nữa hả? Uống đi mà, ăn đi mà. Oh fuck. Yeah, ăn đi. Gì đây? Thanh niên mất tích rồi. Ok. Tự nhiên nó ăn xong tự nhiên mình nghe tiếng bụp các bạn. Chắc là nó xì hơi sao ấy. Sau đó là tự nhiên nó biến mất luôn. À, đi ỉa, đúng rồi, nhà vệ sinh, đúng rồi, nhà vệ sinh. Mày đâu rồi, nhà vệ sinh đâu rồi, nhà vệ sinh đâu rồi. Em ơi. Mở cửa ra, hù. Ô, xin lỗi, bất lịch sự quá, tôi xin lỗi nha. Rồi, à, giấy đúng không, em còn giấy đúng không, rồi, cho giấy lên đây chỉnh xin các bạn ơi. Ok, đợi chút, đợi mình hù với cả. Hù, có hồn chưa? Ok, đi kiếm giấy vệ sinh cho nó đã. Ok, nói chung là giống thằng bạn mình nữa các bạn, có mỗi lần mà nó đi ị hay là gì đó là mình phải kiếm giấy cho nó các bạn. Ê, chúng ta phải kiếm giấy cho thằng này đã. Ê, chú mình đã. Mà giấy đâu ra nhỉ? Giấy đâu ra ta? Giấy, cái này được không ta? Lấy cái này là làm giấy dùm ông được không? Còn mấy cái cuối cùng các bạn ơi. Một miếng giấy. Không chuyện gì quan trọng hơn mắc ỉa. Khi chúng ta mắc ỉa thì mọi chuyện quan trọng phải dẹp ra một bên. Đi thi hả? Đi ỉa? Đi chơi hả? Phải ỉa? Thiều kỳ hả? Phải ỉa? Ok. Không gì quan trọng bằng ỉa các bạn à. Và quan trọng hơn, giấy đâu mà ỉa? Giấy đâu rồi các bạn? Bạn ngồi ơi. My son is always hungry. Ok, con trai của tôi lúc nào cũng đau bụng, bây giờ thì nó mắc ỉa rồi đó. Đúng rồi, cái băng keo. Cắt nó ra. Đúng rồi. Mình thông minh vờ lờ. Ok. Bố vẫn còn bị đau đầu. Ok, oh my god. À, hòa bình thế giới. Ok, em trai nè, cho em nè. Rồi, ok. Rồi. Ninja gì đây? Cái thứ ninja này các bạn.
mở cửa, tự nhiên đóng cửa lại, chửi đít xong mở cửa ra mất tích rồi. Ok bạn phân. Oh shit. Ok. Rồi ký ức các bạn, ký ức các bạn ơi, cục phân có ký ức các bạn. Rồi ok. Rồi cái gì đây? Rồi chúng ta phải chui vô trong hả? Ok chui vô trong coi trong cái hồn cầu, trong hồn cầu có nha các bạn. Oh shit. Oh shit. Cái gì đây? Oh. Oh my god. Oh my god. Ký ức các bạn à. Đây ký ức của mình, cái đồng ký ức của cái cục ký ức các bạn ơi. Bây giờ làm sao đây? Làm sao đây? Mình không hiểu nữa. Chứ phải làm gì nữa đây? Oh shit. Oh my god. Oh my god. Oh thôi em nè. No. Nó chết rồi hả? Alo, no, chú ơi, no, no. Anh ấy đang đi ỉa một cái việc quan trọng của đời người, một cái nghĩa vụ quốc gia. Anh ấy đi hy sinh rồi. Oh no, chúng ta sẽ nhớ anh ấy như một người bạn. Một phút mặc niệm nào. Kệ kệ nó, chết rồi kệ nó, ai quan tâm đâu. À, bỏ kiếp vô. Yeah. Yay, everybody. Yay, everybody. Yes, everybody. Rồi, giờ chúng ta sẽ đến cái gì đây? The sixth place. Cái thảm họa thứ 6. Đun nóng hả? Là sao? Ok, và trước khi mà kết thúc video này thì mình sẽ giải thích cho các bạn, đó chính là sao ta? Thì các bạn có nhớ cái cuốn sách mà mình gặp trong tập trước không? Cái cuốn sách mà nói về những công thức rồi vậy á. Ok, các bạn nhớ không? Trong hồng cầu á thì các bạn thấy là mẹ mình đang viết cái gì đó trên cái tường các bạn. Cái đó đó, cái đó chính là cái nó y chang không khác gì cái cuốn sách ở trong cái tập trước luôn các bạn. Và bạn nào mà chưa coi tập trước thì các bạn có thể quay lại coi nha các bạn. Có lẽ là mẹ mình vẫn còn sống hoặc là mẹ mình viết cuốn sách đó và mẹ mình bị kiểu như là đã phát hiện ra cái điều gì đó và nó bị bắt cóc đó các bạn, hoặc là bị thú tiêu. Và có một điều khá là mắc cười nữa các bạn, đó chính là mình không hiểu tại sao mà cái ông chú của mình nữa các bạn cứ mỗi lần mà muốn có cái cục ký ức hay là có gì khó gì đó là phải bắt ông ói hay ị ra thì mới được các bạn. Trong cái tập thứ ba gì đó là mình như là mình phải cho ông ăn cháo ếch các bạn để ông ói ra cái gì khó. Còn tập này thì chúng ta phải cho ông đi ị ra cái cục ký ức các bạn, mà không hiểu tại sao mà ông là có cái thứ đó trong bụng nữa các bạn, không hiểu nữa. Và ok, và nếu bạn thích video này đừng quên lại cho mình một like, một share, subscribe và comment dưới ý kiến của các bạn. Và đừng quên 1000 like nha các bạn, sẽ là cái động lực của mình. Và ok, các bạn xem video này. Và